Kính chào quý vị khán giả. Dự báo chiều nay nhiều nơi trên cả nước sẽ có mưa dông. Trong đó thì Tây Nguyên và Nam Bộ, chú ý là trong cơn dông dễ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đó là do từ nay đến đầu giờ chiều, ở khu vực này trời nắng mạnh sẽ đốt nóng mặt đất. Đến chiều khi mà hơi ẩm được gió Tây Nam đưa vào sẽ tạo đối lưu mạnh, mây dông phát triển và gây mưa. Nhìn trên bản đồ dự báo mưa, những nơi có màu xanh đậm như là miền Đông Nam Bộ, khu vực Lâm Đồng, Gia Lai và Kon Tum sẽ có mưa lượng khá và cũng là nơi khả năng cao xảy ra dông mạnh. Mưa sẽ làm dịu nóng, tuy nhiên bà con cần phải cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, đó là lốc sét và gió giật mạnh. Ngược lên miền Bắc cũng cần đề phòng những cơn mưa dông khả năng cao xảy ra vào chiều nay. Còn từ nay đến đầu giờ chiều, trời nắng mạnh, dự báo nhiệt độ cao nhất ở Hòa Bình, Yên Bái, sang Hà Giang, Cao Bằng và thủ đô Hà Nội thì có thể lên mức 34-35 độ, cảm giác nóng oi. Xuống Trung Bộ, mức nhiệt 34-35 độ xuất hiện ở Hà Tĩnh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Quảng Ngãi và Tuy Hòa. Những thành phố còn lại là 31-33 độ. Chiều tối mưa dông nhiệt, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Chuyển sang thời tiết biển, khắp các vùng biển phía Nam từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang, ra ngoài khơi huyện đảo Trường Sa đều có mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh. Trái lại ở huyện đảo Hoàng Sa, chiều nay ít mưa, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km. Kết thúc bản tin sẽ là phần dự báo cho một số thành phố trong chiều và tối nay.